day, sử dụng tươi cầu giấy. Holly made, pop champagne. Every day, nhìn nào với anh. Hàng này ưng không chị? Ưng. Hôm nay nhà mình muốn mua gì ạ? À, chị ơi, lấy cho em 2 con mẹt, 1 con quạt trờ với cả thêm vài bộ quần áo Gucci ạ. Đây rồi em ơi. Ôi, đủ nhờ. Đây, hôm nay của em thanh toán luôn. Được. Áo Gucci, LV của nhà mình ấy. Được. Một con Porsche này. Mẫu này chị ưng không ạ? Làm cũng chất lượng tỉ mỉ đấy. Đây, may bách. Đấy, 2 con mẹt. Đây, một mỹ phẩm chị yêu cầu đây ạ. Không, mình không có SK-Chu, mình có SK-Chu ạ. Cũng được đấy. Để em lên xe cho chị nhá. Vâng. À, chỗ này tổng hết của nhà em bao nhiêu anh ạ? Của em hết 500 em nhá. Ui, quá đơn giản, chị chuyển khoản đi. Ok, vào kia chuyển khoản em nhá. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ed Channel và chúng mình là Đi Đâu Đó. Và hôm nay mình sẽ gặp một nhân vật vô cùng hot trên TikTok dạo gần đây, đó là anh Quang Vàng Mã. Anh có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả của Ed Channel không ạ? Xin chào các bạn, mình là Quang Vàng Mã, mình là người thực hiện ước mơ còn dang dở của những chân linh. Rất là tuyệt vời đúng không? Ngày hôm nay rất là vui khi mà Ed Channel có dịp xuống cửa hàng của anh Quang để có thể thăm. Cửa hàng anh Quang thì ở Bắc Ninh, cụ thể ở đâu anh nhỉ? Địa chỉ cụ thể thì là thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cửa hàng rất là to và rộng các bạn ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái câu chuyện xung quanh anh Quang Vàng Mã. Ở đây em thấy vừa đầu tiên anh đã cầm một trong sản phẩm rất là nổi bật, cũng rất là hot ở trên TikTok của anh, đấy là cái sản phẩm áo LV và quần Gucci đúng không anh? Ở trên TikTok có thương hiệu là ông chú Polo đúng không? Thì ở ngay chữ Quang Vàng Mã thì cũng có Quang Vàng Mã nhưng mà phiên bản Polo. Cụ thể thì ở đây có họa tiết monogram là LV ở nhà mình nhé. Tiếp theo là mình cũng có một số họa tiết khác, ví dụ như LV là màu xanh này, vẫn là monogram thôi nhưng có trà leo, ba cúc, cổ dựng. Thật ra thì đúng là bọn mình biết đến anh Quang Vàng Mã là qua TikTok, bởi vì là rộ lên rất là nhiều những video như kiểu là mặc dù làm đồ vàng mã nhưng không phải những đồ truyền thống mà anh làm từ ô tô này, nhà này, điện thoại này, đồ mỹ phẩm rồi vân vân và mây mây, cái gì người trần có thì anh cũng có thể làm để cho người âm đấy. Thế nên là ngày hôm nay bọn em rất là tò mò, không biết bây giờ anh Quang có thể dẫn bọn em đi tham quan một vòng cửa hàng của mình để tìm hiểu chi tiết hơn đúng không ạ? Được, ok, mọi người theo anh nhá. Vâng ạ. Đây giới thiệu với các bạn, đây là hiện tại là đang khu vực này là có 2 chiếc xe, có chiếc xe này chiếc xe Maybach, mọi người để ý kỹ nhá. Đây là Maybach S500 với đèn multi beam nhá, có cửa sổ trời panorama. Ở đây anh em thích màu nào? Em mới thấy con đây cả Vinfast đúng không anh? Đợt này bác Vượng mới liêm yết ở trên sàn chứng khoán Mỹ. Thế nên là đợt này là cũng phải cập nhật ngay. Đang hot. Đấy, ngoài ra còn một số mẫu mã khác cực kỳ chạy bên mình. Porsche Macan. Khi mà còn sống thì chưa thực hiện được ước mơ, nhưng mà khi mà mình mất rồi thì mình có thể bỏ ra 100-200 ngàn thì rất là sẵn sàng có thể tặng các cụ được. Một con xe này mình làm hết bao nhiêu lâu? Một con xe này thì thường mình phải làm mất tầm độ 4-5 tiếng. Còn đây là đối với những cái sản phẩm cụ thể là sản phẩm phổ thông, là những sản phẩm đại trà. Còn với những cái sản phẩm mà nó là sản phẩm đặt riêng, ví dụ như con G63 thì sẽ phải làm mất tầm độ 5-7 ngày. Nhưng mà để có những cái sản phẩm đẹp như hiện tại ở cửa hàng của mình ý, thì rất là ít bên bán, bởi vì là phân khúc đó là một phân khúc khác, gọi là phân khúc cao hàng cao cấp đúng không ạ? Thì từng chi tiết nó cũng kiểu rất đầy đủ. Đẹp quá. Có cả biển số ra biển các bạn nhá. Ra biển cho anh em nhá, không sợ đăng kiểm. Cái sản phẩm nào là sản phẩm đầu tiên mà anh bắt đầu làm mà nó không phải là cái mặt hàng truyền thống như là các cửa hàng vàng mã khác vậy ạ? Về cái sản phẩm đầu tiên mà anh làm thì anh không thể nhớ được, bởi vì đã thực hiện quá nhiều ước mơ cho mọi người rồi. Nhưng mà có một cái sản phẩm mà anh khá là ấn tượng là có một chị khách ở Sài Gòn, chị có người chồng là vừa mới bị khuất xong. Thì anh ấy rất là thích một chiếc xì bo, nhưng mà chị làm công nhân chị không thể nào đủ điều kiện để có thể có một cái chiếc xì bo như vậy. Thì chị có nhắn tin cho anh và bảo Quang ơi, chị rất là muốn đặt một cái chiếc xì bo bên em, thì em có thể gửi vào Sài Gòn được không? Thì cái chiếc xe đó là cái chiếc xe mà anh cảm thấy rất là yêu thích. Mọi người thì cứ hay nói với anh là làm hàng mã để kiếm được nhiều tiền không, thì thực sự tâm sự mọi người là anh rất nhiều tiền. Khu vực đô này thì anh nghĩ là vua tiền tệ không thể nào bằng anh được. Anh Hùng Bá có thể qua đây đo được nhá. Số seri nào anh cũng có. Đúng, seri đẹp nào anh cũng có luôn. Tiền đô, tiền địa, tiền đinh, tiền phủ, rất là nhiều các loại mặt tiền đây. Đây là cái bộ của chú công an giao thông nhá. Đặc biệt của cái sản phẩm này là gì? Đây là một cái sản phẩm gọi là đặt riêng, nó sẽ có tính theo từng mức một. Mọi người để ý giúp mình nhá, nó có quân hàm nhá. 1 sao 2 gạch, 3 sao 3 gạch. Đấy, chi tiết để từng cái này. Đấy. Thường những sản phẩm này thì anh có hay làm sẵn nhiều không hay là khách nào đặt thì mình mới bắt đầu làm? Thường với những cái sản phẩm này thì nhà anh đang có số lượng rất là lớn. Đây, mọi người có thể nhìn bên này. Lúc nãy anh Minh Phúc có bảo là đây như kiểu là đường Lê Duẩn ở Hà Nội, nhưng mà thế bảo là dành cho những người đã khuất. Những sản phẩm này là mình có một xưởng để sản xuất riêng thôi, thì ở đấy đội nhân công có đông không ạ? Hiện tại là vàng mã ở khu vực anh này thì mỗi một nhà sẽ sản xuất một cái mặt hàng đặc thù.
Ví dụ như nhà anh thì chuyên nón áo chấp hài và đồ tâm linh, cụ thể đồ gia tiên là quần áo giày dép. Ngoài ra có những sản phẩm nón, còn có những nhà chuyên làm mũ, có nhà chuyên làm dép, có nhà chuyên làm giày. Có nghĩa là một nhà họ làm sản lượng rất lớn. Như nhà anh hiện tại đang có 40 gia đình, 40 đến 44 hộ gia đình làm sản phẩm vàng mã này. Đây nha mọi người, đi tiếp vào đây khu vực này thì có những cái sản phẩm hiện tại là cho các chân ninh là em bé. Nếu em bé thường xuyên đi học ấy thì mình có những cái sản phẩm là bộ đi học của em bé. Đây là bộ đi học cho Lam nhá. Ngoài ra là mình có cái bộ yếm để cho em bé gái. Mình quan tâm đến từng chân linh đúng nhỏ rồi. Bé luôn ấy. Mỗi một chân linh và một khoảng tuổi khác nhau thì sẽ có những cái sản phẩm phù hợp với độ tuổi như vậy. Với những bạn trai thì các bạn thường thích Spiderman, Hello Kitty thì là bạn nữ đấy. Nghe Mickey, bạn. Mickey rồi hoa. Với những chân linh là bố hoặc là bác hoặc là các cậu ấy, thì mình có thể mua những cái sản phẩm cụ thể là vest. Phải là thú thật với anh là đúng là như anh qua chia sẻ là phân khúc cao cấp nên là nó cũng làm rất là giống. Cái chất liệu của cái áo ấy nó có cái độ vật vân, anh em nhìn nghiêng nghiêng nó có cái độ vật vân này. Kể cả cái về cái này, đây cái khuy vàng. Đây có một cái câu slogan của cái thương hiệu của mình gọi là món quà tâm linh, ân tình còn mãi. Những cái sản phẩm độc lạ này chắc là phải đến thời anh Quang anh mới bắt đầu phát triển đúng không? Chứ thời bố đúng mẹ rồi. Của anh thì đã có những sản phẩm như thế này chứ. Đến cái thời điểm hiện tại thì mới phát triển những cái sản phẩm đẹp đến như này. Vâng. Bởi thứ nhất là có cái máy móc và công nghệ nó tốt hơn. Chứ thời ngày xưa các cụ ấy chỉ là những cái sản phẩm là bình thường thôi, giấy nhám bình truyền thường, thống. Giấy truyền thống thôi. Thì nó chưa được hoàn thiện, nó chưa được đẹp như này. Hoa này là theo chỉ thật các bạn nhé. Đó chỉ thật à? Chỉ thật đúng không ạ? Nó đúng chỉ thật luôn mà. Đây nhá, hai cái sản phẩm fake và sản phẩm xịn thì thực sự là nó giống hệt nhau mọi người ạ. Đây, đây là một cái sản phẩm fake, còn đây là sản phẩm xịn nhá. Em mở ra cả đấy, nó nguyên cái áo luôn. Rồi cả thân áo cho đến rồi. Cả quần mặc cùng luôn. Đúng rồi. Ví dụ cái sản phẩm hàng nhái này thì cái quần của nó sẽ ngắn hơn, nó xấu hơn này chẳng hạn. Anh em nhìn này. Đấy, à, anh đây em thấy chưa? Chất liệu luôn. Đây đúng rồi, chuẩn bộ. Đấy, nó sẽ có hai phiên bản với mỗi một cái sản phẩm như này. Một phiên bản là đồ hộp vi vừa mới bóc, còn một phiên bản nữa là đồ treo. Đây là một phiên bản treo, có hai sản phẩm để khách hàng lựa chọn, giá thành thì nó sẽ xem nhau. Anh ơi, bình thường mọi năm thì có những cái dịp nào người ta kiểu anh bán được nhiều hàng nhất mà người ta mua cái số lượng vàng mã nhiều nhất hả anh? Chia sẻ về khi nào được mua vàng mã và khi nào đốt vàng mã cho cả nhà mình cùng biết nhé. Dạ. Thì cụ thể là mình sẽ sử dụng vàng mã để đốt khi nào? Một là vào ngày giỗ của chân ninh nhà mình. Vâng. Thứ hai là vào rằm tháng 7, thứ ba là vào Tết. Có nghĩa là những cái thời điểm đó thì mình sẽ gửi những cái món quà đến cho chân ninh, chứ không phải là anh em mình thích cái sản phẩm này là mình có thể về mình đốt trực tiếp cho gia tiên nhà mình được, hoặc là gia tiên nhà mình có về báo mộng hoặc gì đó thì mình mới được đốt thôi. Còn đâu bình thường thì mình sẽ không tự nhiên mình tức thích là phải đúng dịp. Đúng rồi, phải đúng dịp thì mình mới được sử dụng những sản phẩm này. Cái này cũng là một điều mà em chưa biết. Em có nhìn thấy trên Facebook của anh là có câu chuyện về anh làm một cái xe đồ chơi, xe cần cẩu cho bé trai. Ờ đúng rồi. Thì em đọc câu chuyện đấy cũng thấy rất cảm động. Cái anh còn làm một cái nữa là cái xe mẹc mà điều khiển cơ. Có nghĩa là có một người ba ở đây là một anh ấy ở Hải Dương, thì anh cũng có nhắn cho Quang bảo là em ơi thì con anh bị ốm mất sớm ấy, mà cháu rất là thích chơi cái xe mẹc điều khiển đấy, cái xe mẹc mà anh em mình hay ra ngoài công viên ấy, ngồi lên xe xong rồi bố điều khiển để cho con chạy vòng vòng ấy, nhưng mà giờ cháu mất rồi thì anh cũng rất là thương nhớ cháu, thì thấy em ở trên TikTok thì anh cũng muốn là đặt cái sản phẩm ý. Thế anh rất là vui mừng khi anh nhận được những cái thông tin như thế, và anh giúp được những anh chị như thế là anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mình cảm thấy cuộc sống mình thật ý nghĩa. Khi mà đi ra ngoài này rồi thì bọn mình thấy ở trên này là còn có một vài các sản phẩm rất là đặc biệt, ví dụ như là bóng đá này, rồi xe đồ chơi này, đây là kia có phải là cái điếu cày đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, điếu cày đó em. Đây, điếu cày thì phải có điếu bát đấy. Bát đấy. Đây là nón bảo hiểm nhá. Tức là nhá, một cái mũ bảo hiểm thôi nhưng mà anh cũng phải làm 7749 màu. Đúng rồi. Phải 7749 kiểu dáng mới chịu được. Cái mũ bảo hiểm này là có thể drop test được với cả 2 triệu nhá. Để cho mọi người xem. Thôi anh ơi, thôi được rồi, thôi được. Đồ mình còn bán anh ạ. Anh ơi, cái này là anh Huy này, em không thích tí nào đây. Rồi mình đây. Làm iPhone mà thích Samsung đâu. Anh làm chưa? Hiện tại là những cái sản phẩm Samsung thì trái dùng cả. Bảo anh Huy là thôi phải đổi điện thoại thôi em ạ. Tức là cả kể các chân linh là cũng không thích dùng đồ Samsung. Đa phần là thích dùng táo. Đấy, các bạn đi tham quan một vòng cửa hàng quần áo của nhà anh Quang với đầy đủ các mẫu mã từ áo dài cho các bà các cụ này, và tịnh tiến dịch xong bên này là sẽ cho các cô các chị này, và bên này sẽ là cho các bé, rất là nhiều mẫu mã luôn. Ở phía ngoài này thì cũng sẽ có một vài những cái set đồ sẵn, ví dụ như là bộ này là có từ vơ tu, đồng hồ, vòng cổ, thẻ visa, ví LV. Bộ này là của đây, bà đúng không ạ? Bộ này là đúng bộ rồi, trang sức bằng ngọc này. Ấy. Sức vàng ngọc này, vòng ngọc này, vòng vàng này. Phía bên này bọn mình có quả vật cầu lông. Mình với Quang làm vài đường. Chạy đi em, chạy đi.
Nhưng mà confirm là bộ vột cờ lông này của anh Quang uy tín là đánh được các bạn nhá. Đến đây là mình có đây là một cái sập vụ tủ chè đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Còn đây là cháp tải, em thấy là có cả các chi tiết là son sơn thiếp vàng ở đây đầy đủ cả. Với những cái chân linh mà đương thời là một người rất là đam mê với những cái cháp tải như này hay là bộ đỉnh đồng đấy, thì rất là nhiều quý anh chị muốn đặt cái sản phẩm này để biếu cho chân linh nhà mình. Đây thì đây là một cái ví dụ điển hình đấy, cái lư này làm rất tròn rất đẹp, cực kỳ tinh tế luôn, khảm đủ rồng luôn. Còn chi tiết quá, đủ quá chi tiết luôn đấy. Cái này là mình chỉ làm theo đơn đặt theo yêu cầu đúng không ạ? Đúng rồi, sản phẩm với những cái sản phẩm như này là sản phẩm đặt theo yêu cầu này, hoặc là chiếc Barbetta kia Sơn vừa sách ra đó là sản phẩm yêu cầu. Rồi đấy đây. Ôi lốp cũng cực kỳ chắc chắn nha. Ê, thì cái khung này cũng cứng em ạ. Tức là nhá, không phải là cả một cái xe này anh ấy chỉ làm dựa trên một chất liệu, mà từng cái thành phần ở đây, ví dụ như từ lốp này, từ khung xe này, từ cho đến là cái tay lái này này, là nó cũng phải giống thật nhất có thể. Ví dụ như là lốp bóp vào được cái độ kiểu nhún nhún, nhún nhún, nảy nảy thế này này. Cái khung này thì cũng khá là cứng này. Đây em thấy là còn quả Riverside. Một căn hộ ở đây. Sổ đỏ, đây là sổ đỏ. Sổ đỏ. Sổ đỏ do chính chuyên viên cấp nha mọi người nha. Rồi, có cầu kỳ quá không ạ? Không, có một con có một con nhà khác 6 triệu cơ, nó mới siêu cầu kỳ cơ. Thế con này là bao nhiêu anh? Con này có 550.000. Ôi, thì cái nhà kia 6 triệu ấy hả? Cái 6 triệu nó to, cái 6 triệu nó sẽ to hơn cái cháp phản này, trong nó có nội thất, nó bao gồm hết đầy đủ mọi thứ luôn, có cả bồn rửa mặt với cả bồn tắm đầy đủ luôn. Wow. Em tưởng con này đã chi tiết lắm rồi, có cả bể bơi, có cả chó giữ nhà luôn này. Đúng rồi. Mét ghê luôn. Trong này là những cái sản phẩm như này là cũng có nội thất rồi. Ví dụ như là sập vụ tủ chè mọi người nhìn bên trong hoặc là quạt. Cửa này có thể mở được nha mọi người. Cửa này mở được mà mọi người. Nhưng mà cho em hỏi là ví dụ những cái sản phẩm như thế này khi mà có đơn đặt hàng đến ý, thì chính anh Quang là người sẽ lên ý tưởng rồi thiết kế hay là sẽ có cả các bạn nhân viên ở xưởng của nhà mình nữa? Với những cái sản phẩm như này thường sẽ có những nghệ nhân làm, còn anh chỉ là một cái bước trung gian để đem cái sản phẩm này tới khách hàng, bởi vì nghệ nhân họ chỉ giỏi làm việc thôi, và kể cả những cái bộ cháp tải như vậy. Đây là chính chú anh làm. Đây ví dụ như dây điện khi cắm vào là sẽ phát sáng ở đúng rồi. Khi mà đây là có dây điện nhỉ? Nhà này là có điện. Khi mà mình cắm điện vào một cái là tầng 1, tầng 2, tầng 3 là sáng. Sáng được đèn. Rất may là lúc bọn mình đến thì đang vào lúc mọi người bốc hàng. Đây là ngựa dành cho lễ Hoàng 7 vào ngày 17 tháng 7 âm lịch sắp tới. Đây, chị gái chủ kho hàng chị bảo chị đã đặt hơn 100 con ngựa để chuyển về Hà Nội. Một xe tải rất to, to gấp đôi xe tải bình thường ấy. Khi mà em xem trang TikTok của anh Quang ấy thì em thấy có khá là nhiều video, đặc biệt là những video mà về những cái sản phẩm độc lạ hơn một chút, thì cũng có nhiều những cái ý kiến trái chiều về vấn đề đấy. Thì khi mà anh đọc được thì anh có suy nghĩ gì không ạ? Theo anh thì anh không có một cái suy nghĩ gì cả. Anh chỉ cảm nhận là khi mà anh làm kênh nên là anh chia sẻ cái câu chuyện là anh đã thực hiện được những cái ước mơ dang dở cho những khách hàng thôi. Còn với những cái bạn mà có suy nghĩ trái chiều thì anh cũng bỏ qua thôi, chứ anh không biết làm nào. Còn với những cái khách hàng mà đến với anh và họ muốn anh thực hiện ước mơ cho họ thì anh rất sẵn sàng thôi. Cũng xuất phát từ cái tâm của mình thôi, chứ cũng đúng không rồi. Phải là làm những nội dung như thế để câu view hay là câu lượt tương tác gì đúng không anh? Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Quang vì đã dẫn chúng mình đi tham quan một vòng xưởng của anh này, một vòng cửa hàng và những sản phẩm mà chúng mình mới chỉ nhìn thấy trên TikTok thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ xin phép kết video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và nếu mà các bạn có nhu cầu quan tâm đến Vàng Mã thì có thể liên hệ anh Quang. Bye bye. Cửa hàng truyền xuê nha mọi người.